Vào chiều ngày 19 tháng 6 năm 2021, trang blog chính thức của AKB48 đã đưa ra thông báo nói rằng thành viên AKB48 Mukai Mion đã nhận được kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 sau khi cô ấy thực hiện xét nghiệm PCR, vào ngày hôm qua 18 tháng 6 do có triệu chứng sốt và đau hỏng. Hiện tại Mion ti sốt nhẹ nhưng thể trạng vẫn ổn định và hiện đang được theo dõi cũng như chăm sóc tại nhà theo hướng dẫn của trung tâm y tế.